vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này mình sẽ chơi đó là ván hến ở mua 15. Thì khởi đầu thì mình xin chúc toàn thể là anh em những trận khởi động, những ngày đầu tiên leo rank thật là hiệu quả. Ở clip này mình sẽ chơi ván hến cũng như là hướng dẫn cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là ván hến ở mua 15 này, để giúp anh em có thể chơi tốt hơn, leo rank một cách đó là dễ hơn. Thì ở trận đấu này thì team mình đầu game thì có một sự đó là tránh rừng không hề nhẹ, nhưng mà cuối cùng sau khi thương lượng thì vẫn nhường được rừng anh em ạ. Murat team mình đáng lẽ là đi rừng, nhưng mà cái kỳ thì phải nhường rừng cho đó là Zephyr. Ở trận đấu này thực tế thì Zephyr đi lane sẽ tốt hơn, bởi vì Murat đi rừng thì khá là phí nhá. Đi đơn thì toàn giành lên nhau anh em ạ, á thủ thì xin tốt nhưng mà cũng không được đi luôn, và cái kịt thì Murat bảo tao đi SP chó, nhưng mà cuối cùng thì á thủ vẫn đó là chịu thiệt một xíu đi SP anh em ạ, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nhưng mà không sao cả, dù sao thì nói chung trận đấu này cũng uầy, thôi pha này đông quá anh em ạ. Sơ cất một bắn nữa. Mình định tiến lên bản phạt nửa, nhưng mà pha đó thì quá là mạo hiểm đi nhá. Hơn nữa thì bị tém đích đang gánh ấy, Alistair thì lại khó chịu nữa. Thực tế thì Alistair mua này có mạnh không? Mình vẫn Alistair thì không phải là mạnh, nhưng mà khó chịu anh em ạ. Rồi pha này chơi được này, choáng này. Mình nổ đám đến từ má chủ rồi nhá, có chiến công đâu kèm theo đó có thêm hai cái bùa nữa. Thơm rồi, có chiến công đâu kèm theo đó là hai bùa nữa là thơm rồi anh em ạ. Thì nói chung ở trận đấu này thì SP thực sự không phải bảo kế quả tốt cho mình, nhưng mà có tánh cớ là được anh em ạ. Nhưng trận đấu đi đơn thì thường xuyên đó là bị giành nhau anh em, đó là điều đương nhiên. Nên là anh em cố gắng tao tém thì đi tốt nhất là đi tém 3. Đi tém 5 thì khá là khó, đi tém 3 thì sẽ dễ hơn. Thì không biết đó là anh em có hay đi tém hay không, anh em comment phía bên dưới nhé, hay đi đơn hay là hay đi tém. Tém bàn toàn là tay dài cả anh em ạ, nên là đối với ván hến ở trận đấu này thì cũng khá khó một xíu. Rồi pha này bắt được choáng nhé. Ui sơ cơ tém đích lao ra từ trong trụ kia, nhưng mà cái kể thì lên bảng điểm số pha này mình cũng phải chạy ngay và luôn anh em ạ. Dù sao thì cũng được hai điểm hỗ trợ, tích được thêm được nội tài đến từ phù hiệu một xíu nữa. Dọn pha đó là nhử ấy, nhưng mà cái kết rồi pha này lại núp bùi và ra đấm này, này thì núp bùi ra đấm này. Ok, pha này thì chắc có lẽ là mình sẽ biến về nha anh em, hiện tại thì lượng máu của mình khá là thấp. Đối với ván hến thì điểm mạnh của nó là như thế nào? Điểm mạnh của nó là khả năng choáng, cũng như là khả năng hit and run khá là tốt. Tâm mà những sát thủ bình thường thì có thể nó bị học và lấy bởi ván hến. Nhưng mà điểm yếu của ván hến đó là giai đoạn về lết nhá, nó không còn được đó là mạnh mẽ như gión, hoặc là còn được mạnh mẽ như những vị tướng khác. Nhưng mà đồ khó chịu thì vẫn còn, hơn nữa thì hạn chế của nó là tâm tay ngắn, phải vào trong trụ mới có thể lấy trụ được. Ok, thì pha này thì lại bắt luôn này, bật lên cái tốc hành luôn anh em ạ, chơi luôn. Bắn cà phê ní nổ đám đến từ má chủ rồi. Uầy, ra tém mình mù mắt, nhưng mà cái kế thì vẫn ăn được anh em ạ. Mình thì vẫn đáng con rồi, là bắn giòn tém địch chạy đấu. Uầy, sao cơ chạy nhanh thế. Siêu vịt rồi. Nói chung với ván hến thì chắc có lẽ là con bò thì anh em cũng không lạ lầm gì nữa. Một chất tưởng mình nói là ai cũng chơi được và dễ chơi, ai cũng đã trải qua ván hến này rồi. Nhưng mà khi anh em chơi thì đừng có quăng chiêu phúng phí nha anh em. Khi mà chắc chắn thì anh em phải giữ lại đó là cho mình cái chiêu hái. Để ví dụ trận đấu này nhá, Triều Vân hoặc là Sucker nó lao vào mình phạt, thì mình có chiêu hái để mà ném. Chứ anh em nhiều khi đó là dùng chiêu hái phúng phí quá ấy, rồi lại không có choáng nữa anh em ạ. Trong khi đó thì anh em chất tích được đó là nội tài để có thể là đòn đánh thương có thể choáng.
Những trận đấu đó là đầu mùa thì nói chung có trận thì cũng gắt, có trận thì cũng khá là ok, nói chung đa dạng anh em ạ. Thì bây giờ thì pha này mình sẽ bọc đầu tém địch nhá, rồi pha này chơi luôn, chấp cả rừng tém địch anh em ạ. Mình thì ngang level tém địch mà, ngang level rừng tém địch và cải kết thì có đó là hai màng. Thì bây giờ mình tự khá là tự tin pha đó nhá, bởi vì rừng của tém địch không phải là sát thủ hoặc là đấu sĩ mà là một xạ thủ. Mà một xạ thủ thì đối với Van Hên giai đoạn này thì không hề sợ nhá, cứ bắn choáng và làm chậm liên tục nữa. Hơn nữa thì khi sử dụng phù hiệu má chủ thì anh em sẽ được nổ đám được khá là tốt trong việc đó là solo. Về phù hiệu dành cho Van Hên thì mình sẽ lấy những gì? Đó là nhánh chính sẽ lên cho nó là vực hồn mám. Cấp 1 thì khả năng hồi phục, cấp 2 thì tăng đám, cấp 3 sẽ lên má chủ nhá. Với cái má chủ này thì nó nổ đám rất chỉ là ok luôn đấy. Quá là phù hợp dành cho đó là Van Hên rồi. Còn ở nhánh thứ hai mình sẽ lên cho nó một quả cầu cũng như là hào phù thì tăng cấu. Và này thì mình không để lộ sái này, bật lên đó là cái tốc hành này, lại đó là hành hà cà phê ni tém địch này. Tầm này thì cà phê ni không có cửa rồi. Đối với cà phê ni thì cũng phải chơi thật là thống thạo nha anh em. Còn chơi mà tầm bình thường thì cũng không phải là dễ đâu. Đặc biệt thì ở chế độ đài liên và ở chế độ đài bạc nữa ấy. Nên là nhiều anh em đó là thắc mắc tại sao mà con này khi thì chơi được, khi thì không chơi được. Tức là khi mà anh em sơ suất một xíu ở chế độ đài liên và đài bạc thì dễ bị ngủm luôn ấy. Nên là đừng vì chất tưởng mạnh mà anh em cho nha anh em. Trắm hái đó là không bằng tay quen. Trận đấu này thì mình ăn hơn 50% màng của tém rồi. Và này thì mình thấy đó là Triều Vấn nhá. Bóng dáng của Triều Vấn đang lấp loe đâu đấy. Rồi bắt được. Uầy. Dọn tém bàn sờ quá tốc biển luôn anh em ạ. Ôi rồi Van Hên kìa. Van Hên bắn chưa? Anh em thấy Van Hên bắn chưa? Vừa sát thương phép vừa sát thương vật lý ấy. Hơn nữa thì bảng ngọc ở trận đấu này mình lên bảng ngọc, tốc đánh ra chỉ là nhiều nha anh em. 32% tốc đánh dành cho Van Hên. Ngọc đỏ đó là tốc đánh tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím tốc đánh tốc chay. Và ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên giáp phép. Với bảng ngọc này thì anh em sở hữu tốc đánh rất chưa tốt luôn. Bảng ngọc này thì mình cũng khuyến khích đó là anh em lấy luôn nha anh em. Kết hợp với phù hiệu má chủ nửa giai đoạn đầu game anh em bắn báo phê luôn. Rồi pha này mình rình rập đấy này. Hiện tại thì Aletter đấy, Aletter xích A thú rồi. Xích A thú rồi thì lấy gì để xích mình nữa. Và mình thì được bắn free rồi anh em ạ. Bật thêm đó là cái tốc hành để tăng tốc chạy, né đám nữa. Gói triple cứu rồi phải anh em ạ. Uầy pha này không ăn được xà thủ của tém đi kia. Anh nhầm đó là cà phê ní nhá. Rồi pha này, này thì không chịu về, này thì không chịu về này. Trận đấu này thì hủy diệt luôn anh em ạ. Thì với bộ trang bị này kết hợp đó là bảng ngọc và phù hiệu này nữa, anh em tự tin mà chơi nhá, tự tin mà bắn nhá. Nhưng mà đừng có để đó là quá về lết. Thực sự thì về lết nó khá là khó ấy. Bởi vì về lết thực sự tém địch rất chỉ là mạnh nhá. Về lết tém địch mạnh và khó chịu. Ok thịt thì chơi luôn. Uầy thôi xong rồi. Pha này thêm anh chăng gión nữa anh em. Ôi thôi thêm mà lết tớ nữa. Thịt thì chơi luôn, thịt thì quất luôn. Mất quất thì mình nằm xuống thôi. Bị màng chấm dứt thì mất khá là nhiều vàng. Uầy mùn ra tém mình thôi xong rồi. Pha này bị bắt bóng rồi. Bị bắt bóng rồi thì có mà chạy lên quần. Thì bộ trang bị thì mình sẽ lên những gì? Đầu tiên thì sẽ lên cho nó đôi giày du mục, tiếp đến đó là gươm sấm sét, rồi thanh kiếm, rồi sẽ lên cho nó áo choàng để gia tăng cái khả năng khống chế, tiếp đến thì kiếm phần đĩa và cuối cùng là giáp hồ mình. Build đồ này thì cực kỳ là mạnh luôn nha nhé, anh em leo rank cực kỳ là hiệu quả luôn. Anh em cứ lên theo mình đi. Mình thì cũng đạt tẹt đó là vài ba trận rồi, chứ đừng có nói là một trận này thôi. Nên là anh em cứ yên tâm mà lên nha. Nổ đám chỉ mang khá là ok anh em ạ.
Bây giờ thì nói chung cũng trải qua phút thứ 10 rồi. Thì cố gắng đó là ăn con ta thân xế giá này và kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt nha. Chứ với lệ thì thực sự tém mình thua tém bàn ấy. Chất tưởng thua anh em. Ok, ăn nhanh. Ôi, tém định ra cửa. Ôi, pha này chạy bạn. Ôi, điều vấn này thì vấn cá. Này thì vấn cá. Làm sao mà cướp được. Pha này bật cái tốc hành lên hỗ trợ tém luôn này. Báo phế lên bảng điểm số này. Bắt luôn. Không được rồi anh em ạ. Pha này thì chắc có lẽ là lấy trù thôi. Ôi, con này không về mà ra nộp màng kia. Quay dồn xảy đau anh em ạ. Tầm này thì gió nó bắn một con bò thì mình ngủm luôn đấy. Nhưng mà không sao cả anh em ạ. Dù sao trận đấu này thì lấy 3 đường này. Mình không dám lao vào nha. Triều Vấn nó ra bừa phạt thôi xong luôn. Sơ cớt làm gì đây. Đứng sau 6 này thì nó không đấm được mình nha. Rồi pha này chơi luôn và kết thúc trận đấu luôn. Ôi vẫn chưa win được kia. Lên anh em. Ôi chưa win được anh em à. Tém mình á thu thấp máu rồi. Không tánh được trù nữa ấy. Thì bây giờ có 3 đường lính siêu cấp rồi. Thì chắc chắn là trận đấu này thì sẽ dễ dàng rất chỉ là nhiều rồi. Khoảng 96.69% là tém mình win rồi anh em ạ. Thì bây giờ lùi lại một xíu nha. Chờ rồi là có tánh cớ mới tánh trù mình mới được bắn được anh em ạ. Lượng đám anh em cho dù có cao đi chăng nữa nhưng mà không có tánh cờ thì cũng không làm được gì. Nó bừa cho hai phát thì ngủm luôn đấy. Rồi pha này bắt cá phải đi chạy đấu. Có áo choàng băng giả thì làm chầm báo phê luôn anh em ạ. Rồi pha này Aletter lại khống chế. Rồi pha này được bắn rồi anh em ạ. Được xả đám rồi. Vấn cá này bắt luôn. Uầy bắn cả thế giới. Triple kill. Ok và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đấy rồi nha anh em. Skirt lao ra thì cũng chỉ đó là nộp màng thôi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi gần like của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên đó là cho mình một like, một đăng ký kênh nhá. Ok bye bye anh em.